Lại một lần nữa em rất vui khi gặp lại tất cả các anh chị cùng các bạn đang theo dõi clip này, chúc chú đỡ gia đình yêu thương của em có một ngày làm việc thật là vui vẻ và luôn luôn gặp nhiều may mắn, thành công trong mọi lĩnh vực và cũng như trong cuộc sống ha. 36 triệu đồng thôi thì quý anh chị cô chú sẽ sở hữu ngay một con xe đăng ký 5 chỗ ngồi, số sàn, tay lái trợ lực, kính bấm, đồng sơn si, nội thất sạch sẽ, đăng kiểm thì còn tới tháng 2 năm 2024 mới hết hiệu lực đăng kiểm. Tên em nó là Daewoo Shinobira, sản xuất đời 2003, con xe này là đăng kiểm 1 năm nha anh chị nha. Bản số đang đeo là bản số 81 là ở Gia Lai anh chị ha. 36 triệu thì anh chị sẽ có một ngày con xe nước sơn sạch sẽ, đồng sơn si ok, lấy về cho anh chị tập chạy tập lái, che nắng che mưa ha. Nước sơn của em nó nhìn vậy chứ cũng rất là sạch sẽ nha anh chị ha. Sạch đẹp là đẹp với phân khúc là 36 triệu chứ không phải đẹp với phân khúc là 360 triệu nha cô chú anh chị. Đây, nội thất của em nó đây anh chị. Xe này anh chị lấy thêm vệ sinh lại nội thất tí xíu cho. Em này để thì nó hơi bụi, nó hơi dơ. Còn này vệ sinh thôi là rất là sạch sẽ nha cô chú anh chị. Đây, trần bọng thì đã được lên trần 6D. Sàn bọng lót tấm trơn trượt. Đây. Tắp bi tắp lô vẫn còn rất là đẹp anh chị. Đây. Cửa nẻo đóng rất là khít. Con này thì dung tích xi lanh của em nó là 1.6. Thì độ tiêu hao nguyên liệu của em nó chạy là full xăng điện tử thì tầm cỡ 7 lít xăng anh chị ha. Đây, nước sơn bề ngoài thì chiếc xe mọi người anh chị thấy một form dáng nhìn cũng rất xịn sò, cũng rất là xinh xắn anh chị ha. Chỗ này nó là chỗ này nó bị chạy tí xíu nè. Vỏ bánh thì em nó sở hữu cặp ga lăng đúc. Bốn vỏ của em nó cũng còn gai khá là dày anh chị ha, xài R14, xài vỏ của Michelin luôn nè anh chị. Vỏ này còn được như là phải được 70-80%. Cửa nẻo đóng rất là chắc chắn. Đó. Anh chị nào đang trong quá trình luyện tay lái tập chạy, lấy con xe này về che nắng che mưa, luyện tay lái cũng khá là ok anh chị ha. Mọi chức năng con xe này thì đang hoạt động rất là trơn tru, rất là bình thường, chỉ việc đổ xăng và lăn bánh và chạy thôi. Đây, tắp bi cửa thì theo năm tháng anh chị ha, nó cũng xuống cấp tí xíu nhưng nói chung là vẫn còn xài được anh chị ha. Keo chỉ nè, đó. Vẫn còn hết. Tắp bi tắp lô sạch sẽ. Đây, nội thất nè anh chị ha. Ok chưa? Chỉ có 36 triệu đồng thôi thì quý anh chị sẽ thủ ngay chiếc xe Daewoo Shinobira này, gầm bề ok, ngon lành cành đào. Đây, dàn gầm nè anh chị ha. Căng đét đẹp luôn. Đó. Gầm rất ngon. Đó, thích hợp cho anh chị trong những ngày tháng đang học và lái thì mình lấy con xe này về mình luyện lái hoặc là mình bo lại tí xíu cho nó xinh xắn, nó xịn sò, mình chạy cũng khá là ok anh chị ha. Và bây giờ mời anh chị theo em kiểm tra về hệ thống khoang máy của em nó như thế nào ha. Máy móc con này nổ rất ngon, em bảo kê anh chị luôn. Máy là bao anh chị chạy Bắc Nam, Nam Bắc nên anh chị và cô chú cứ an tâm ha. Đó, máy móc thì rất khô ráo và sạch sẽ. Con này xài là hệ thống là phun xăng điện tử nha cô chú và anh chị. Đó, em nó rơi tầm cỡ 6-7 lít trên 100 cây số. Khô, máy rất là khô, không nhớt không nheo nha anh chị ha. Với một số tiền chỉ có 36 triệu đồng mà thôi thì quý anh chị sẽ thụ ngay con xe Daewoo Shinobira, sản xuất đời 2003, đăng ký 5 chỗ ngồi, đồng sơn si rất là ok. Đó, anh chị nào thiện chí con xe này với số tiền là 36 triệu đồng thì xin vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại đó là 0796822220 để em hỗ trợ và tư vấn thêm.